Vẽ điển trai hút hồn của nam diễn viên cởi áo khoác cho nhà Phương giữa đêm lạnh. Giữa tiết trời đêm Hà Nội, diễn viên Nhan Phúc Vinh đã cởi áo khoác cho nhà Phương để cô không bị lạnh. Hành động này một lần nữa khiến dân mạng phát sốt và tin đồn cặp đôi đang yêu nhau lại được lan rộng. Trong lúc tin đồn Trường Giang và nhà Phương đã đường ai nấy đi, thì nghi án hẹn hò của nữ diễn viên và Nhan Phúc Vinh càng được dư luận chú ý. So với Trường Giang thì Nhan Phúc Vinh được coi là người tình màn ảnh của nhà Phương. Người đẹp Đắk Lắk kết hợp tới 3 phim, kể cả truyền hình lẫn điện ảnh với Nhan Phúc Vinh. Mới đây nhất trong một dự án phim, giữa lúc Trường Giang gây ồn ào với màn cướp sóng cầu hôn, thì nghi án nhà Phương yêu Nhan Phúc Vinh bị đồn thổi. Trước thông tin này, nhà Phương chia sẻ, không hiểu sao mọi người lại đồn chúng tôi là một cặp, hai đứa quen nhau và thân thiết lâu lắm rồi, cũng phải 6-7 năm nay, từ khi tôi còn chưa đóng tuổi thanh xuân. Nếu yêu nhau, chúng tôi đã yêu nhau từ hồi đó, giờ mới hẹn hò có phải muộn quá không? Sau đó, hình ảnh Nhan Phúc Vinh và nhà Phương một lần nữa xuất hiện trên mạng xã hội. Phía quản lý của nhà Phương đã vội vàng giải thích, không hề có chuyện nhà Phương đang hẹn hò hay tìm hiểu Nhan Phúc Vinh. Cuối năm 2017, cả hai vừa quay chung một bộ phim truyền hình. Có lẽ do phim sắp lên sóng nên mới xuất hiện nhiều hình ảnh chung của nam nữ chính khiến nhiều người hiểu lầm. Ngoài đời, nhà Phương chỉ xem Vinh như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, hoàn toàn không yêu đương gì cả. Khi những hình ảnh đầu tiên về Nhan Phúc Vinh xuất hiện, fan của nhà Phương khá hài lòng với hình thể lẫn gương mặt của anh. Nam diễn viên sinh năm 1986, cao 1m81, quê gốc Cần Thơ và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Cụ thể năm 2009, Nhan Phúc Vinh đã giành giải bạc cuộc thi Ngôi sao người mẫu thế hệ mới. Trong năm 2013, nam diễn viên này đã gặt hái nhiều thành công, trong đó có giải thưởng Mai Vàng và giải HTV Award. Đây đều là những giải thưởng do khán giả bình chọn cho anh. Không chỉ vậy, trong cuộc sống, Nhan Phúc Vinh được bạn bè đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách giang hòa. Còn với khán giả, Nhan Phúc Vinh là một ngôi sao sạch, chưa bao giờ anh dùng scandal để nổi tiếng. Chính lý do này đã khiến nhiều người tin tưởng anh và diễn viên nhà Phương đang hẹn hò. Nam diễn viên gốc Cần Thơ được xem là người có thực lực trong làng giải trí. Anh không dùng chiêu trò để tạo sự nổi tiếng. Với Nhan Phúc Vinh chỉ có chăm chỉ mới đi tới thành công. Nhan Phúc Vinh có gương mặt nam tính hút hồn phái nữ. Nhan Phúc Vinh đẹp như tài tử điện ảnh. Nhan Phúc Vinh vẫn luôn phủ nhận chuyện yêu đương với nhà Phương. Tôi buồn cười và không hiểu tại sao mọi người lại đồn như thế. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, anh trả lời. Thấy Trường Giang cạo đầu vì nhà Phương, nam em ngàn đắng thốt lên một câu, nghe mà tội nghiệp. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long nam em khẳng định, cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và không muốn nói nhiều nữa, bởi nói nhiều thành ra nói dở. Mới đây, sau một tháng ở ẩn, vì bị ném đá khi tiết lộ chuyện tình yêu với Trường Giang, nam em bất ngờ tái xuất trong một sự kiện ở Ninh Bình. Trong phần giao lưu với khán giả, nam em cho biết, một tháng qua cô đã trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn, u uất. Người đẹp Tiền Giang tin rằng, những ai là phụ nữ sẽ hiểu tâm trạng và tâm tình thầm kín của cô. Nam em khẳng định cô buộc mình phải trở nên mạnh mẽ, bởi trong cuộc sống này yếu đuối để cho ai xem. Thời gian qua cô đã bị dư luận ném đá khi tiết lộ chuyện yêu đương chớp nhoáng với Trường Giang. Sau nhiều lần chia sẻ, lần này nam em cho biết cô sẽ không nói nhiều nữa, bởi nói nhiều sẽ thành nói dở. Trong thời gian tới, nam em sẽ trở lại với hình ảnh của một ca sĩ. Cô quyết tâm đầu tư cho sự nghiệp ca hát và khẳng định sẽ theo đuổi tới cùng con đường này. Cách đây ít ngày, một người bạn của nam em từng chia sẻ hình ảnh cô ngồi trong phòng gym, tay cầm điện thoại, xem lại những hình ảnh tình tứ một thời của mình với Trường Giang. Trong mối quan hệ ba người, nhà Phương, người được cho là chịu nhiều tổn thương nhất, chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào về chuyện này. Trong lễ trao giải thưởng Cánh Diều Vàng, khi được hỏi, nữ diễn viên chỉ nói ngắn gọn rằng chuyện gì đã qua thì cho qua. Và giải thưởng này là chiếc phao cứu sinh giúp cô có thêm động lực theo đuổi con đường nghệ thuật. Nam em thì livestream chia sẻ cảm xúc sau thời gian ở ẩn. Cô không nhắc đến Trường Giang, nhưng trong lời nói muốn gửi gắm đến công chúng đừng quan tâm đến cô quá nhiều. Nam em mặc váy hanbok bèo nhèo như thảm họa, còn lộ dây áo lót, nhìn xe nhà Phương mà xấu hổ đẹp gấp 10 lần. Đến sự kiện toàn người Hàn mà lại mặc hanbok như vậy, nam em có lẽ mất điểm không ít. Sau lùm xùm tố Trường Giang bội bạc, nam em đã quyết lên núi ở ẩn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã có thể bình tĩnh xuất hiện trở lại trước công chúng.
Mới đây nam em nhận lời đi hát cho một sự kiện giao lưu hàng Việt. Người đẹp khoác lên mình bộ hanbok màu hồng khá sặc sỡ. Tuy nhiên bộ váy lại bị chê là xến xẩm và có phần nhầu nhĩ như hàng chợ. Thậm chí vì lớp vải quá mỏng, nam em còn để lộ cả dây nội y rõ mồn một. Xuất hiện sau scandal tình ái, nam em minh chứng cho mình là một cô gái mạnh mẽ, có thể vượt dậy qua mọi khó khăn. Tại sự kiện, cô chọn một bộ hanbok trang phục truyền thống của Hàn Quốc, tuy nhiên bộ váy lại bị chê xến xẩm và mỏng dính như hàng chợ. Trang phục nhầu nhĩ chưa được là phẳng, đã đem lên sân khấu biểu diễn. Thậm chí vì mỏng quá, nam em còn để lộ dây áo lót. Trong khi đó, từng diện hanbok, Nhã Phương lại chọn đồ tế nhị hơn hẳn. Nhã Phương diện trong buổi tuyên truyền tuổi thanh xuân phần 2 cùng Kanteo và Mạnh Trường. Trông Nhã Phương như gái Hàn Quốc khiến Kanteo và Mạnh Trường cũng phải thầm khen ngợi. Bộ đồ của cô không cầu kỳ chi tiết, nhưng từ chất vải đến đường may đều rất tinh tế, hơn hẳn bộ cánh của nam em. Hương Giang Idol, nếu có cơ hội tôi sẽ làm buồng chứng để trở thành người vợ thật sự. Hiện tại tôi khá hài lòng về ngoại hình và nếu có cơ hội, mình sẽ làm buồng chứng. Đây là cơ hội để trở thành người phụ nữ có thể sinh con, đẻ cái và trở thành người mẹ, người vợ thật sự, Hương Giang Idol bày tỏ. Trở về từ Thái Lan với chiếc vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang Idol bắt đầu cuộc sống trong vai trò mới tại quê nhà. Sau những ngày nghỉ ngơi dành thời gian tri ân, những người đã đồng hành chinh phục đỉnh cao nhan sắc, giọng ca trò đùa của Tạo Hóa đã quay trở lại công việc. Bên cạnh các sự kiện giải trí, nữ ca sĩ chuyển giới bắt đầu tham gia game show truyền hình. Gần đây nhất, Hương Giang Idol chính thức xác nhận tham gia chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu. Trong clip nhá hàng Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 khiến người xem bật cười với lời tuyên bố hài hước nhường chồng cho Hòa Minzy vì rằng không còn sức để đi đánh ghen với chiếc bụng bầu nặng nề. Sau bụng bầu giả, tân Hoa hậu chuyển giới gây chú ý đặc biệt với những tiết lộ về mong muốn thầm kín mới đây. Dù hài lòng về ngoại hình, nhưng Hương Giang Idol cho biết cô vẫn mong muốn được nâng cấp một số bộ phận trên cơ thể để có thể trở thành một người phụ nữ thật thụ. Theo đó, buồng chứng là bộ phận cơ thể mà nữ ca sĩ vì yêu mà cưới ấp ủ được đại tu. Hiện tại tôi khá hài lòng về ngoại hình và nếu có cơ hội, mình sẽ làm buồng chứng. Đây là cơ hội thực sự để trở thành người phụ nữ có thể sinh con, đẻ cái và trở thành người mẹ, người vợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, người đẹp cũng ngậm ngùi nói thêm về quy định đối với tân hoa hậu. Sau khi đăng quang hoa hậu thì theo luật của chương trình, hoa hậu sẽ không được thay đổi ngoại hình như động chạm dao kéo, kể cả tóc cũng không được nhuộm. Trong chương trình, Hương Giang Idol cũng chia sẻ về cảm giác lần đầu tiên được mặc trang phục bikini. Theo ngôi sao Em Không Tiếc Núi, điều khiến nàng hậu nhớ mãi đó là khoảnh khắc đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo tắm hai mảnh. Sau khi thực hiện ca chuyển giới thành công, lần đầu tiên được khoác lên người bộ áo tắm, tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Cảm giác được sống đúng với con người mình không gì sung sướng hơn, Hương Giang Idol bộc bạch. Về quá khứ, giọng ca trò đùa của Tạo Hóa cũng mở lời về cuộc sống hiện tại. Theo đó, quan điểm riêng về việc sử dụng trang phục khi đã là ngôi sao lớn, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 cũng được Hương Giang Idol thẳng thắn đưa ra. Tôi cũng sở hữu nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, tuy nhiên đối với tôi không cần thiết phải mang hàng hiệu thì mới thể hiện bản thân là người sành điệu. Theo tôi thì thần thái quan trọng hơn hẳn và sự sành điệu sang trọng là toát ra từ chính con người mình, ca sĩ cho hay. Hương Giang Idol là nữ ca sĩ nhạc bóp được khán giả nhớ mặt điểm tên từ sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc Việt Nam Idol mùa thứ tư và lọt vào top 4 thí sinh cuối cùng. Bên cạnh con đường ca hát, Hương Giang được chú ý nhiều vì là một người chuyển giới. Để có được thành công, được mặc trang phục lộng lẫy tự tin khoe dáng trong bikini quyến rũ như hôm nay, Hương Giang Idol đã phải trải qua những giây phút đau đớn tột cùng của những ca phẫu thuật tái tạo bộ phận cơ thể, chuyển đổi từ nam sang nữ. Tháng 10 2017, giọng ca trò đùa của Tạo Hóa gây sốc khi tiết lộ chuyện phòng the, tham gia talk show. Ngôi sao bước ra từ Việt Nam Idol 2012 không ngại chia sẻ quan điểm, từ sở thích yêu đương cho đến kỹ năng của đối tác trong chuyện giường chiếu. Hương Giang Idol tiết lộ chuyện giường chiếu, giữa kích cỡ và kỹ năng, tôi chọn kích cỡ. Nữ ca sĩ chuyển giới thú nhận, cô là người rất quan trọng chuyện tình dục khi yêu. Tôi thích ngực nhất trong các bộ phận trên cơ thể đàn ông. Tôi cũng là người quan trọng về tình dục, thử hỏi có ai không quan tâm về việc đó, Hương Giang Idol bày tỏ. Từ chối tắm chung vì xấu hổ, nhưng mỹ nhân chuyển giới khiến ai nấy đều ngỡ ngàng khi thú nhận tôi thích hôn bạn trai. Ngoài ra giữa kích cỡ và kỹ năng đàn ông, tôi chọn kích cỡ, bởi vì tôi nghĩ kích cỡ mang đến cảm xúc nhưng lại không thể thay đổi được,
còn kỹ năng có thể tập luyện. Phát sốt với clip Nhan Phúc Vinh cầu hôn Nhà Phương. Sau scandal của Trường Giang, Nhà Phương khiến nhiều người ngỡ ngàng trước clip Nhan Phúc Vinh cầu hôn. Sau lễ trao giải cánh diều diễn ra vào ngày 15 tháng 4, Nhà Phương và Nhan Phúc Vinh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nhiều người cho rằng cả hai đang có mối quan hệ trên mức tình bạn và đồng nghiệp. Cụ thể, Nhan Phúc Vinh đã cởi áo vest ngoài đưa cho Nhà Phương mặc tại buổi lễ trao giải cánh diều và hình ảnh cặp đôi vui vẻ đi ăn khuya đến 2 giờ sáng bị giới săn ảnh bắt gặp. Vì lẽ đó mà trên mạng xã hội, hình ảnh thân thiết của cặp đôi khi tham gia đóng phim chung được lan truyền rất nhiều, đặc biệt là phân cảnh Nhan Phúc Vinh cầu hôn Nhà Phương trong phim Thám tử Miệt Vườn. Ba lần đóng phim cùng nhau, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh khiến nhiều người ngỡ rằng họ là một cặp bởi độ tình cảm thân thiết mà hai người dành cho nhau. Cụ thể, vào hồi năm ngoái, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải hình ảnh anh chụp cùng Nhã Phương và đạo diễn Khải Anh. Tuy nhiên, đoạn trạng thái của soái ca khiến dư luận xôn xao. Tạm biệt các tình yêu, kết thúc một chặng đường, kết thúc một kỷ niệm đẹp, Miss You. Ngày ấy mình đã yêu và nhận được sự tương tác là biểu tượng icon dễ thương của Nhã Phương. Trong phim Hương Bưởi, Nhan Phúc Vinh vào vai Tây công tử ăn chơi chúng miệt vườn tên là Phi Du. Anh luôn quậy phá khắp xóm làng và khiến cho gia đình lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Phim cũng là quá trình trưởng thành của Phi Du khi anh quyết tâm theo đuổi ước mơ và trân quý những giá trị truyền thống của quê hương. Có tài vẽ, Phi Du thi đậu trường mỹ thuật. Tại đây anh trót phải lòng cô người mẫu vẽ Phương Nghi. Chuyện tình lãng mạn gặp phải trắc trở khi Phương Nghi phát hiện ra mình bị bệnh nặng, cô quyết định rời bỏ Phi Du. Mất người yêu, dù rơi vào bế tắc, dù không cùng xuất hiện xuyên suốt trong phim ngay trong lần đầu hợp tác, cả hai đã thể hiện sự ăn rơ với những cảnh quay tình tứ ngọt ngào đầy ấn tượng.